Xin chào các anh chị tuổi Tân Hợi, tức là năm sinh 1971. Đây là video em làm để nêu lên vận hạn 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 để chia sẻ đến các anh chị, để các anh chị có được cái thông tin cơ bản về tử vi phong thủy của mình, để có những cái tính toán về việc làm ăn cho nó thuận tiện. Nếu các anh chị xem video thấy hay thì nhớ like và chia sẻ. Bên cạnh đó là nhớ, nếu như các anh chị nào chưa có theo dõi kênh của em thì bấm nút theo dõi để đón chờ những cái video clip khác về tử vi phong thủy của tuổi anh chị cũng như tuổi con cái, anh em bạn bè. Trở lại với tuổi Tân Hợi 1971, thì tuổi Tân Hợi thì như đã biết thì chúng ta có mệnh là sa sinh kim, nhưng mà sa sinh kim âm, tức là người này là tuổi âm. Người này thì có can chi của năm sinh á, là can tân thuộc hành kim, hạn chi hợi thuộc hành thủy, tức là chi can tương sinh chi, can sinh chi là một điều thuận lý rất tốt về gốc ngọn, vì gốc sinh ra ngọn, gốc rễ hạnh phúc, cho nên thân thể bạn có thực lực và trong cuộc sống có nhiều thành công và thành công sớm ha. Người tuổi Tân Hợi là tuổi tuổi âm. Tuổi âm thì những người sinh vào tháng 2, 4, 6 là những người sinh vào âm dương thuận lẽ. Còn nếu như là những người sinh 1, 3, 5, 7 thì so với tuổi này thì những người sinh tháng lẻ sẽ không có được may mắn như những người sinh tháng chẵn. Thì như đã nói ở các video khác thì những người mà thuộc âm dương thuận lẽ thì trong cuộc sống thông thường là những người có cuộc sống ít gặp trắc trở. Và nếu như mà lỡ mà họ có rơi vào đại hạn rồi này kia thì họ cũng hay được quý nhân giúp đỡ, được người này hướng dẫn cái này, người này hướng dẫn cái kia để cho mà vượt qua cái sự khó khăn nhất định. Tiếp theo là xét tương quan giữa nạp âm ngũ hành và bản mệnh. Thì nam của tuổi này á, là cung khôn hành thổ, mà thổ thì tương sinh kim, tức là tương sinh cho bản mệnh, tức là nạp âm ngũ hành sinh ra bản mệnh, là một trong những điều tốt nhưng mà sẽ không tốt bằng bản mệnh sinh ra nạp âm ngũ hành ha. Tại vì là bản mệnh sinh ra nạp âm ngũ hành nó thuận lẽ hơn thì lúc đó thì nó sẽ có nhiều việc hơn, nhưng mà mình tương sinh mình đã được rồi, nạp âm ngũ hành hành với lại bản mệnh là tương sinh là cũng đã có nhiều may mắn rồi. Những người này là thường gặp những việc may mắn bất ngờ, khi gặp nạn thường có quý nhân phù trợ, thành công nhiều nhờ vào may mắn hơn là thực lực của bản thân. Nhiều khi có cái việc đó mình làm cả bao lâu không xong, nhưng mà may mắn của cái tuổi người nam tuổi Tân Hợi này, họ vào họ họ làm cái sự may mắn của họ đem lại và họ sẽ tiến thắng, làm rất là thành công ha. Nữ thì thuộc cung tốt hành mộc, thì kim thì khắc mộc, tức là bản mệnh khắc khắc nạp âm ngũ hành, gốc khắc ngọn. Thường những người này là không may mắn trong cuộc sống nè, hay gặp nhiều cách trắc trở thử thách, phải nỗ lực rất nhiều thì mới có được tiền tài danh vọng ở trung vận. Nắm địa chi tuổi Hợi mệnh kim nên phụ nữ tuổi này thường có vẻ ngoài sang trọng quý phái ở thời trung vận. Trước đó thì họ không gặp nhiều may mắn ở đây kia, nhưng mà càng người của tuổi Hợi càng càng về trung vận thì họ càng quý phái càng đẹp, chứ họ không phải là càng về sau là càng già càng xấu luôn ha. Người này họ đặc biệt ở chỗ đó. Trên đây là những cái luận chung về cái nội tại của những người tuổi Tân Hợi 1971, cả nam lẫn nữ, thì chứng tỏ là nội tại của người tuổi Tân Hợi này là nam tốt hơn nữ. Rồi là những người sinh vào tháng 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 chẵn tốt hơn những người sinh tháng lẻ ha. Đó là thêm những cái nữa, thì xét thứ những cái nội tại đó thì mình mới xét được rằng những cái ở ở vận hạn của năm nay, 6 tháng này nó như thế nào. 6 tháng đầu năm đã qua rồi, bây giờ 6 tháng sau này thì mình thấy nó như thế nào để mình tính toán cái công việc cho nó dễ dàng. Thì trước tiên á, thì mình sẽ xem cho mấy anh nam. Mấy anh nam tuổi Tân Hợi thì năm nay là 47 tuổi ha. Sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Năm nay là các anh có sao Thổ Tú, sao này là chủ về tiểu nhân, sức hành đi xa thì không có lợi,
thường là bị đâm thọt, có kẻ ném đá dấu tay, nhiều khi là nó là đệ tử mình nhưng mà thọt thẹt cái gì đó ha. À, cái này thì thường mà người có sao thổ tú thì gia đạo thì nó không có yên. À, nam mạng có sao thổ tú thì gia đạo hay lận đận hay 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 gặp chuyện trắc trở gây gổ lắm ha. À, đi xa thì không thành công. À, đi xa là coi như đi chơi thì được, chứ còn mà đi buôn bán hay đi cái gì thì không không thành công. Hạn năm nay là hạn ngũ mộ. À, ngũ mộ là hạn xấu tốt tài, là một cái xấu ha. Vận niên đó là trư phùng hỏa, tức là heo bị lửa xấu luôn. Mạng kim gặp năm hỏa là tương khắc xấu. Địa chi tuổi hợi gặp năm dậu là sanh nhập tốt, nhưng mà thiên can tụ chữ đinh nó khắc tân, đinh khắc tân cho nên là tương khắc xấu. À, có 6 cái để xét tốt xấu của tuổi của một năm thì các anh nam tuổi này là bị 5 cái, 5 cái xấu có 1 cái tốt. À, may cho nên là thấy thôi là đã thấy là vận hạn của năm nay là thuộc dạng rơi vào tuyệt địa. À, đúng vậy là không. À, tiểu vận này đóng tại cung tỵ hành hỏa thuộc hướng đông nam, đối với tuổi tân hợi là tuyệt địa xấu. À, cho nên là thấy là không mua. Là tọa cung tiểu vận có các sao nè: bạch hổ, lực sĩ, thiên trù, đà la, tràng sinh, phá toái, tuần. Thì có cung xung chiếu thì có các sao tam môn, thiên mã, thiên phúc, dương phù, thiên khôi, hỷ thần, cô thần, bệnh. À, có sao tam môn mà nằm chung cung với lại sao cô thần thì rất dễ có chuyện âm dương cách trở người trong gia đình. À, hoặc là chia ly vợ chồng. À, đó là có sao tam môn mà đi chung với lại cô thần. À, nhất là các nam ha, về cô thần là người nữ đi á. Rồi, tam hợp thì có long trì, phượng cát, giải thần, quan phù, tấu thư, đế vương, hoa cái, thái tuế, thiên việt, đại hao, mộ, văn tinh, thiên khóc ha. Có thái tuế có đại hao thì biết là không phải là năm tốt rồi. À, thì theo như năm nay á, là năm tuyệt địa thì mọi công việc đều không thuận lợi, làm ăn chi tiêu á, mua nhiều nhưng thu về không bao nhiêu. À, đó là luận đoán của năm nay. Phương diện mà tài chính á, là tiền bạc có sự chi tiêu mua sắm bỏ ra nhiều chứ không có gì hết. Mà về mà phương diện mà sức khỏe thì chú ý xe cộ đi lại, bệnh thoái hóa khớp, xương khớp, tức là bị phần phần xương. À, đó là những cái mà sách vở nói, còn đây là những cái mà mình sẽ nói. Thì 2 tháng 6, bây giờ mình nói chuyện từ tháng 6 tới tháng 12 thôi, thì 2 tháng 6 nhuận và tháng 6 không nhuận thì đó là đinh. Nên mình là tân, năm nay làm đinh luôn, là hai cái đinh nó tân. À, cho nên là thấy là không không ổn rồi. À, dù là có hợi mẹo mùi là tam hạp thiếu âm đi nữa thì tháng đinh mùi vừa rồi là hai cái thiên can đinh nó khắc cái tân của mình, cho nên là 2 tháng vừa rồi có thể là sức khỏe thì 2 tháng vừa rồi không đến nỗi nào, nhưng mà tiền bạc là không có vô luôn. À, mình thì kim sinh thủy là sinh xuất về mệnh nữa, cho nên là 2 tháng 6 vừa rồi, tức là mình còn thêm được khoảng 10 16 ngày nữa là hết tháng 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 đinh mùi đó, thì là không có ngon lành gì cả, tức là tốn tài không tốn sức khỏe thôi ha. Thì dù là mình đã trong tháng tam hợp thiếu âm là hợi mẹ mùi, à coi như mà không được gì hết. À, kế đến là tháng mậu thân, tháng 7, tháng mậu thân với tháng kỷ dậu là tháng thổ. À, mà tháng thổ sinh kim ha. À, 2 tháng này thì không có nặng nề gì với tuổi này cả ha. Tuổi tuổi hợi thì 2 tháng này không có tuổi thân. Tháng thân có 2 tháng này thì tháng thân hơi hơi khó chịu một chút xíu, vì tháng thân là so tháng thân với tháng hợi là tháng xung. À, cho nên là có một chút rắc rối ở tháng thân, tức là mình giống như là mình
cái hình sao mình ở dưới mình xuống hình sin vậy rồi mình phải quay lên, thì 2 tháng 6 vừa rồi là mình đang đi xuống, thì bây giờ quay lên thì tháng tháng Mậu Thân thì nó cũng không có, tuy là tháng sinh tương sinh về mệnh là thổ sinh kim nhưng mà nó cũng chưa có gì gọi là thay đổi nhiều, nhưng mà đến tháng Kỷ Dậu thì ok. À, tháng Canh Tuất cũng được, tháng Canh Tuất và tháng Kim Cộng mình cũng gọi là vững chãi hơn. Nhưng mà đến tháng Tân Hợi, năm nay có luôn tháng Tân Hợi mệnh kim luôn, cũng kim cộng luôn. À, cho nên là tháng tuổi của mình vừa là tháng mệnh luôn, thì cộng với lại năm xung, cộng với lại những cái xấu của năm nè, phải không? Mình có sao thổ tú nè, rồi bị hạn ngũ mộ, rồi năm kim của mình gặp hỏa, hai tháng kim của mình bị hỏa nó khắc, tháng bị năm nay năm hỏa mà nó khắc kim mình, cho nên là tháng này có thể có vẻ là tháng không có một cái sự may mắn nào nằm cho anh chị. Tháng này đối với mấy anh là tốn tài tốn sức ha, tháng này là đi xe cẩn thận, rất là nhiều việc ở trong tháng này xảy ra cái xấu. Tức là mình năm nay nó đã xấu rồi, nhưng mà tháng này nó còn sụt xuống luôn nữa. Cho nên là mọi điều cẩn thận ở tháng 10 này cho của các anh, vì các anh là rơi vào tháng tuổi mệnh cùng mệnh, không? Mà mệnh của mình phải chỉ là mệnh tương sinh, không nói mệnh tương sinh của mệnh của mình của tháng là đều bị cả năm mà hỏa khác. Mà các anh là gì, ba cái vàng trang sức nó đốt một cái là cháy, hỏa nào đốt cũng cháy hết. Cho nên là cẩn thận, lúc này là cái sao bản mệnh của mình nó yếu đi rất nhiều, rất là nhiều ha. Cái hành kim của mình nó bị thằng hỏa nó khắc dữ dội lắm, cho nên là phải cẩn thận về xe cộ mọi thứ. Tới tháng Nhâm Tý thì tháng mộc, thì tháng này là tháng kim khắc mộc, cho nên mình khắc nó mình cũng không có sợ, nó chỉ là tương khắc thôi ha. Hai tháng này thì hai tháng 10, 11 thì cũng không có gì là quá xấu, nó cũng chỉ bình hòa như những tháng khác, nhưng mà không phải là bình hòa là các anh sung mãn là mang rồi này kia đâu nha. Các anh bình hòa là nó cũng đều, nó không quá xấu ha. Nhưng mà các anh nhớ giùm em tháng 10, hai tháng này thì hai tháng cuối năm thì cũng không đến nỗi nào, chỉ là những cái hạn của năm, của trọn năm nó đè lên thôi, nhưng cũng không đến nỗi là mình phải chú ý rất là nhiều thứ để ý vào nó. Nhưng mà các anh là cẩn thận giùm em ha, gây gỗ gia đình xào xáo nè, kiện thưa là mọi thứ là đều nằm ở trong tháng 10. Tháng 10 là cái tháng nó sổ ra rất là nhiều thứ. Đó là cái lựa chọn của các anh tuổi Tân Hợi 1947 có sao là thổ tú chứ mệnh. Đến xem coi các chị thì nó như thế nào, các chị nhiều khi may mắn hơn không. Các chị thì Tân Hợi năm nay là được sao Vân Hớn, sao chủ của sự chủng cứu, phòng thương tật, sản nạn nè, ốm đau nóng nảy, mồm miệng, quan tụng giấy tờ, nhất là các tháng 2 và 8. Tháng 8 là tháng Kỷ Dậu mà tháng cùng năm, cho nên là họ đẻ như vậy. Thì ngoài cái đó ra thì họ hàng ngũ mộ cũng tốn tài, vận niên trư phùng hỏa, thì các khác cũng như kim gặp năm kim, mạng kim gặp năm hỏa là tương khắc mà, địa chi Hợi gặp Dậu là sanh nhập, thiên can Tân gặp Đinh là tương khắc xấu, đó là cũng mọi thứ thì còn lại thì cũng như nhau, như các anh nam thôi, không khác gì hết. Cũng có Bạch Hổ Lực Sĩ, Thiên Trù Đà La, Tràng Sinh Phá Toái Tuần. Nhưng mà các chị nữ thì sao Vân Hớn thì nó lành hơn là sao Thổ Tú một tí. Nó cũng không phải là sao quá xấu, nó thuộc một dạng sao lành, không có nặng nề. Cho nên như đã nói thì sách ở đây thì phân tích là nói là tháng 2, tháng 8 ấy, nhưng mà em thì em nghĩ rằng là tháng Đinh Mùi, tức là hai tháng vừa rồi là nặng nè, rồi tháng
tháng Kỷ Dậu vậy mà không, với em tính toán ở của em thì Kỷ Dậu không có nặng ha, nhưng mà tháng Đinh Mùi thì nặng ha. Hai chữ Đinh khác mình một chữ Tân ha. Gặp mình mạng kim sinh thủy là sinh xuất nữa à, hợi mẹ mùi có là tam hợp thì nó cũng không có sinh ra tiền được à, nó sẽ là tốn tiền à, nhưng mà mấy chị thì lại tốn sức nữa, mấy chị lại lại có cái việc là thị phi trong này à, các chị của hai tháng này là chắc là thị phi gây gổ gia đình dữ dội à, có chồng mà lần tuổi có chồng mà có mệnh mà khắc mình hay là mình khắc chồng thì tháng này rất là dễ xảy ra gây gổ à, cũng như là cái sao chính trị cũng có tăng môn thiên mã thiên phúc dương phù thiên khôi hỷ thần không cô thần bệnh thì cho nên là cái sao mà sao cô thần nó ảnh hưởng cho nam nhiều hơn ha, nữ thì là mộ quả à, sau cô thần thì ảnh hưởng cho nam nhiều còn nữ thì mộ quả, cho nên là cái việc mà tam môn của mình nó sẽ không có nặng như là các anh nam tụi này ha. Cũng như các anh nam thôi thì các chị cũng cẩn thận vào tháng 10, nhưng mà các chị cẩn thận giùm em luôn là mười mấy ngày còn lại còn cũng nặng lắm chứ không có nề dễ thở ha. Tuy nhiên mà tại vì nó đã qua hết nửa tháng rồi cho nên là em cũng không nói nhiều với nó, chứ thật sự ra là tháng Đinh Mùi và tháng Tân Hợi à, là tháng tuổi của anh chị thì năm nay là cũng sao chủ anh chị là những cái vận niên cũng xấu ha, hạn niên cũng xấu rồi là thiên can xấu, chỉ có được cái địa chi thôi, mệnh cũng xấu luôn, cho nên là gọi là mình chỉ được có cái địa chi của năm tuổi thôi, mà địa chi của năm tuổi thì là yếu nhất trong 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 sáu cái được xét đến à, cho nên là tháng 10 là tháng tháng Tân Hợi mệnh kim luôn, thì tức là người ta gọi là năm sinh tháng đẻ à, tức là tháng đẻ luôn vào cái chỗ này của mình, cho nên là những người mà sinh vào tháng 10 này luôn, nếu như mà những người nào mà Tân Hợi mà sinh vào tháng 10 thì của năm Tân Hợi luôn thì còn cực kỳ nguy hiểm nữa, nhất là mấy chị nữ ha, chứ là chị là bị sản nạn rồi này kia nữa là máu huyết không có điều hòa ha, rồi là dễ sanh ra bệnh tật, rồi là nói nặng là mấy chị có thể thao mạng ở trong năm nay luôn, cho nên là cẩn thận giùm em ha, năm nay là một năm không có phải là dễ nuốt của sao sao Vân Hớn, và mong rằng đó là các chị vốn vốn dĩ là những người tuổi Tân Hợi là vốn dĩ là những người có cái tâm tâm tu làm việc phúc đức, chịu khó làm việc phúc đức, cho nên là bởi cái những cái phúc đức tạo ra, mong rằng các chị vượt qua cái năm 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 xui tháng hạn này một cách tốt đẹp để có một cái Tết thật là vui vẻ. Trên đây là những cái chia sẻ của em về 6 tháng cuối năm của tuổi Tân Hợi 1971, mong rằng nó sẽ giúp được anh chị để đề phòng những cái xấu và cũng như là có được cái sự chuẩn bị tốt nhất để mình bước đến cuối năm và có một cái Tết an lành. Nếu như mấy cái chị thấy hay thì bấm chia sẻ clip ở đây, bấm theo dõi kênh và chia sẻ clip cho nhiều người tuổi Tân Hợi cùng biết để có thể mà phòng tránh giống như anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều và chúc anh chị có một buổi tối ngủ ngon, cuối tuần ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip khác.